chơi cho ba quay đi. Cấp điện mình không có mạng internet, mình thực hiện cái trò chơi vui rồi các bạn. Cũng long qua giật chiếc ngày giật các bạn. Khủng long các bạn, giật chiếc ngày giật. Các bạn thấy khủng long thời đúng lúc các bạn, giật ở cái đoạn đường còn khá dài. Các bạn thấy nhảy vào đúng giờ cái chứng ngại vật thì sẽ bị game over, Thì cái trò chơi này là nổi tiếng, đặc biệt là khi rồi game over các bạn ơi. Khi cấp điện wifi không có thì mới có cái hình khủng long rồi các bạn. Thường có lúc mình không biết tự nhiên sao mạng cái con khủng long này nó nổi lên. Thì trong cái thời gian chờ đợi mạng có lại thì cái trò chơi này để thư giãn các bạn. Vậy trò chơi này sẽ không còn thực hiện được nữa khi có mạng trở lại. Game over nên các bạn nãy giờ đã hai lần bị giật không qua chuyện này nữa. Thường mình cấp điện có nhiều lúc mất cái wifi, mất mạng các bạn. Mình thấy xuất hiện con khủng long này, nhiều lúc mình không biết cái trò chơi này thì là không thư giãn được. Cái mục đích là cái con khủng long này hiện lên là để mà phát hiện cái trò chơi này để thư giãn, để chờ mà có lại. Không qua chứng ngại vật mấy lần rồi các bạn ơi. Bây giờ mình thực hiện sẽ kỹ lại ráng tập trung cao độ vào cái các bạn cái trò chơi này để thư giãn nhằm rồi có mạng rồi, có mạng rồi các bạn, có mạng lại là cái trò chơi đó thoát ra rồi các bạn ơi. Có mạng rồi là trời mới yếu quá. Mình có mạng là tự cái trò chơi đó biến mất luôn. Trong khi nãy giờ mình thư giãn thì nãy cúp điện là giờ mới có lại các bạn. Đó là những cái chia sẻ của mình về cái trò chơi vượt chướng ngại vật. Có nhiều lúc điện bị cúp thì mình chơi thư giãn nha các bạn. Chúc các bạn chơi trò chơi khủng long vượt chướng ngại vật vui vẻ nha. Nếu mà bị cúp điện ta chơi để chờ điện có trở lại. Chúc các bạn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nha. Xin chào tạm biệt các bạn.